Chú bác quan tâm đến kênh đi qua tướng hình nha. Clip trước thì mình có giới thiệu tới anh em một cây sáp 26W ha, để chuyển điện 220V. Ở đây thì mình có tổng cộng hiện tại đang có 3 máy nha. Thì loại này thì giá tới nhà lấy là 1 triệu tư nha nè. Loại tương đối nhỏ gọn nhưng mà nó cũng đầy đủ cái chức năng nha. Mình lại gần tí cho anh em nhìn rõ ha. Ở đây thì có 3 máy thì nó cũng cùng một mẫu thôi. À, cái này mã nó khác tí xíu nhưng mà công suất nó cũng như nhau luôn nha nè, đồng giá luôn ha, 1,4 triệu. Ở lần này thì clip trước mình có giới thiệu tới anh em rất là rõ ha, loại này xài rất là đơn giản gọn nhẹ, dễ sử dụng ha. Quan trọng ví dụ như lúc này thôi, anh em chỉnh sang cần nhanh thì chỉnh sang nhanh ha. Còn không để auto thì nó tự nó đi chỉnh ha. Rồi, rất là đơn giản. Ba cái này là đều là màng zin nha, màng zin là màng Nhật ha, nó bởi vì nó còn tương đối mới cho nên mình không thay ha. Thứ nhất là nó vì tính kinh tế, cái thứ hai là nó vì cái màng zin thì thực chất thì nó vẫn tốt hơn màng 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 mới ha, nhưng mà nó không được mới thôi, cho nên loại này thì anh em vẫn sử dụng trong vòng dao động bên 1 năm thì vẫn tốt ha. Đó, ba máy. Anh em coi cái clip ngày 3 tháng 12 phần 1 ha, thì anh em sẽ rõ cái cách hoạt động của cái loại này ha. Ba cây đều rất là mới nha anh em ha, mới như nhau hết. Cái này đời 21 nha, ví dụ đời 23, 24 thì nó mắc hơn tí xíu thôi, trăm trăm rưỡi ngàn gì đó thôi ha. Đó, mới mới tinh luôn nha. 21 tính ra thì cũng là 8 năm ha, 8 năm nhưng mà nó rất là mới ha. Mới ngạc nhiên luôn nha nè. Còn cái phần, anh em thấy cái phần mặt nè, nó hơi có lượng lượng ha. Cái này thì nó trơn thôi, nó khác nhau chỗ đó thôi nha. Đó ha. Cái clip sau thì mình sẽ giới thiệu cụ thể con đông kia. Con đông kia thì cách đây khoảng cả nửa tháng mình cũng đã có bán rồi nha. Con đông kia thì công suất nó là 43W ha. Thì con đông đó là được một cái là nó sẽ hiển thị luôn phần độ ẩm cho anh em ha. Đó, và công suất nó lớn hơn. Còn phần chức năng nó thì nó cũng gần giống như cái này thôi nha. Đó, cái đó thì giá của nó là 2 triệu 2 nha nè, 2 triệu 2 ha. Cái nó thì đời chắc là đời 21 ha. Xem thử ha. Cái này đời 209 nha, 209 nha nè, 209. 209 thì là 2 triệu 1 ha, tầm 2010, 2011 thì 2 triệu 2 nha. Cái này 209, 2 triệu 1, 209 nhưng mà anh em thấy cái độ mới của nó ha. Mình sẽ có clip cụ thể ha. Đó. Mới trắng ngọc ngà luôn nha anh em nha. Ok, rồi cái này mình tổng quan một số cái ha. Và dòng Daikin này cũng đang có nha nè. Dòng Daikin này thì rất là nổi tiếng rồi, Daikin trứng ha, Daikin trứng rất là nổi tiếng, dao động quanh 2 triệu rưỡi nha. Đó. Ok rồi, cảm ơn anh em nha.